Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Lưu Phước. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, thứ ba ngày 2 tháng 12 năm 2014, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Không khí lạnh có cường độ mạnh đang ảnh hưởng xấu đến thời tiết tại nhiều vùng biển từ Bắc đến Trung Bộ. Trong khi đó, tại đất liền thì người dân cũng đã cảm nhận được đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội khẳng định có việc người dân phải bỏ tiền phí để bôi trơn làm sổ đỏ. Tuy nhiên hiện chưa có cơ sở để xử lý chủ đầu tư vi phạm. Trong bản tin hôm nay chúng tôi sẽ tập trung làm rõ hơn câu chuyện về taxi Uber sau khi loại hình vận tải mới mẻ này nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong những ngày vừa qua. Nổi bật trong phần tin quốc tế, Mỹ bàn việc xây dựng lòng tin giữa cảnh sát và cộng đồng dân cư sau vụ Ferguson. Dư luận Ấn Độ khen ngợi hai chị em kháng cự lại kẻ quấy rối trên xe. Đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay với gió đông bắc mạnh trên các khu vực biển đã khiến nhiều nơi có gió giật đến cấp 9 và ở mức nguy hiểm đối với tàu thuyền. Chính vì thế mà từ sáng ngày hôm nay thì một trong những huyện đảo là Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành cấm biển. Tại trạm khí tượng trên đảo Lý Sơn đã ghi nhận được gió giật trên cấp 6 vào sáng nay. Đây là mức gió có thể gây nguy hại đối với tàu thuyền ra vào, nên chính quyền đã cấm biển không cho tàu thuyền của ngư dân Lý Sơn ra khơi đánh bắt hải sản, cũng như tất cả các chuyến tàu chở khách từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn và ngược lại. Theo Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn thì chính quyền địa phương và người dân đã chủ động dự trữ lương thực thực phẩm cho mùa mưa bão năm nay. Lượng lương thực thực phẩm được dự trữ cho khoảng từ nửa tháng đến 20 ngày. Không chỉ gây gió mạnh trên biển mà gió mùa đông bắc khi kết hợp với yếu tố địa hình tại các tỉnh ven biển miền Trung cũng đã gây ra một đợt mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 cho đến 200 mm, nên cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Bình cho đến Bình Định đã được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra với dao động từ báo động 1 cho đến báo động 2. Ngoài ra thì cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng và đồng bằng của các tỉnh trên. Đến sáng nay thì người dân Hà Nội đã cảm nhận được rõ rệt cái rét của mùa đông sau khi nhiệt độ giảm sâu so với ngày hôm qua. Đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông năm nay rõ ràng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày của đại bộ phận dân cư, ghi nhận của nhóm phóng viên trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. Nhiệt độ ở Hồ Gươm sáng sớm nay chỉ còn ở mức 16-17 độ, mức thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Đó cũng chính là lý do số người đi tập thể dục đã giảm đi đáng kể. Những tiếng nhạc quen thuộc và sáng sớm chỉ còn vang lên ở dưới những tòa nhà ven hồ, nơi có mái che và quất gió. Nhiều vật dụng giữ ấm cũng đã đồng hành cùng người dân. Sáng nay thì nói chung là thời tiết rét, tương đối rét và rất lạnh. Thế cho nên là chúng tôi cũng phải phấn đấu để đi tập. Thì bây giờ tuổi già mà không tập nữa không được. Trước khi ra đường là cũng phải mặc áo ấm và mang khăn quàng để đảm bảo cho cái sức khỏe của bản thân mình. Cái rét cũng khiến cho việc tham gia giao thông của mọi người gặp không ít khó khăn. Hầu hết đều bịt kín để tránh gió lạnh. Những chiếc áo mưa cũng được tận dụng để giữ ấm. Ngoài ra, những cơn mưa nhỏ rải rác cũng làm tăng cảm giác giá rét cho người đi đường. Về mặt khí hậu ấy, thì vào tháng 11 và đến đầu tháng 12 ấy, thường là không phải là khô, trời là quang mây và có nắng trong ngày. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày và nhiệt độ cao trong ngày là chênh rất lớn, trong khoảng từ 10 đến 12 độ. Tuy nhiên thì như các bạn đều thấy ấy, thì đến đầu tháng 11 và đầu tháng 12 là xuất hiện mưa và rét là do không khí lạnh và mưa kết hợp. Đây là một điểm bất thường lớn nhất của cái mùa đông năm nay. Cũng theo các chuyên gia khí tượng, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai, mùng 3 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Do đó, miền Bắc sẽ có rét dài ngày trong những ngày tới, càng ngày càng rét hơn. Đây là đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông 2014-2015 và có thể kéo dài ít nhất là 8 đến 10 ngày. Trong khuôn khổ cuộc thi thúc đẩy sự thay đổi vừa được tổ chức tại thành phố Bonn của Đức, dự án nhà ở chống bão vì một thành phố có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Đà Nẵng đã được Ban Thư ký Công ước Khung của Liên Hợp Quốc trao giải sáng kiến năm 2014.
Nhà tránh bão ở Đà Nẵng không có một thiết kế chung mà công ty tư vấn sẽ xuống tận nơi để tìm hiểu về nhu cầu xây nhà của mỗi hộ dân, cân đối với số tiền gia đình tích góp được và tiền vay từ các nguồn để xây dựng. Điểm chung duy nhất là bắt buộc trong mỗi căn nhà phải có một khu được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép để chống bão. Đến nay thì dự án đã giải ngân vốn vay nâng cấp sửa chữa, xây nhà chống bão cho 360 hộ nghèo. Các hộ dân tiếp cận vốn vay được hỗ trợ miễn phí bản vẽ thiết kế với kỹ thuật nhà chống bão. Qua cơn bão Nari tháng 10 năm 2013 thì nhà của tất cả các hộ dân trên đều đảm bảo an toàn. Từ thiệt hại nặng nề sau cơn bão Sang Sê năm 2006 thì dự án nhà ở chống bão do quỹ Rockefeller tài trợ đã được triển khai với tổng kinh phí gần 420.000 đô la Mỹ. Dự án bắt đầu từ năm 2011 bằng việc lập một quỹ tín dụng quay vòng để giúp 425 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó ưu tiên hộ phụ nữ đơn thân vay vốn xây dựng sửa chữa nhà theo kỹ thuật nhà chống bão. Cách đây tròn một năm, kênh VTC14 đã từng phản ánh về vụ án hiếp dâm trẻ em và giết người ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang mà ông Hàn Đức Long được cho là hung thủ. Vụ án này có nhiều tình tiết chưa rõ ràng, không logic, thậm chí có những chứng cứ giống hệt như vụ án oan của ông Nguyễn Thành Trấn. Liên quan đến vụ án này thì mới đây trong phiên giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Tòa án Nhân dân tối cao, hội đồng thẩm phán đã tuyên hủy các bản án kết tội tử hình đối với ông Hàn Đức Long và yêu cầu điều tra lại từ đầu. Theo đó, trong phiên giám đốc thẩm lần 2, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã chấp nhận yêu cầu kháng nghị của Tòa án Nhân dân tối cao tuyên hủy các bản án kết tội Hàn Đức Long về hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người. Toàn bộ vụ án được yêu cầu điều tra lại. Vụ án xảy ra ngày 26 tháng 6 năm 2005, khi một đôi vợ chồng ở thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đi làm đồng về thì không thấy con gái 5 tuổi ở nhà. Sáng sớm hôm sau, người dân phát hiện thấy xác bé gái tại mương nước gần bờ ruộng. Sau khoảng 4 tháng không tìm ra thủ phạm, công an huyện Tân Yên phải tạm đình chỉ điều tra vụ án, phát động nhân dân trong thôn tố giác tội phạm. Đến tháng 10 năm 2005, cơ quan điều tra nhận được đơn của hai mẹ con tố cáo bị một người trong thôn là Hàn Đức Long, sinh năm 1959, hiếp dâm. Sau khi bị công an huyện Tân Yên triệu tập, ông Long làm đơn tự thú, nhận mình là thủ phạm của vụ án giết bé gái. Qua 4 phiên tòa, Hàn Đức Long bị tuyên phạm tội hiếp dâm trẻ em và giết người với hình phạt tử hình. Tuy nhiên, tại phiên xét xử và trong suốt thời gian bị bắt, Hàn Đức Long liên tục kêu oan, thậm chí nói với gia đình rằng mình bị đánh đập, ép cung. Cũng xin được nói thêm là vụ án của ông Hàn Đức Long có nhiều điểm trùng hợp một cách kỳ lạ với vụ án oan gây chấn động của ông Nguyễn Thành Trấn. Đó là xảy ra cách nhau 2 năm trên cùng địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và cả hai đều tình nguyện viết đơn tự thú nhận tội giết người sau khi được công an huyện Tân Yên triệu tập trong một vụ án khác. Ngoài ra thì 3 trong số 6 điều tra viên của vụ ông Trấn cũng chính là những người tham gia điều tra vụ án của ông Hàn Đức Long. Sau một thời gian ồn ào về việc rất nhiều hộ dân tại các chung cư tại Hà Nội tố cáo phải nộp tiền bôi trơn làm sổ đỏ, hôm nay trong cuộc họp báo của Thành ủy thì Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, sau khi thực hiện điều tra đối với 2 dự án là khu nhà ở để bán ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm và khu trung tâm thương mại văn phòng nhà ở cao cấp Hapulico tại quận Thanh Xuân đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy sự việc nêu trên là có thật. Cụ thể, sau khi tiến hành phát phiếu điều tra đối với 2 dự án nói trên, lực lượng chức năng phát hiện có sự việc nhân viên của 2 dự án này thông báo cho người dân nộp tiền làm nhanh sổ đỏ. Trong đó, đối với dự án khu nhà ở để bán phường Mễ Trì, người dân phải nộp là 8 triệu đồng. Còn tại khu trung tâm thương mại, văn phòng nhà ở cao cấp Hapulico là 5 triệu đồng. Có hiện tượng, việc phản ánh là việc nhân viên của chủ đầu tư là có phổ biến và đề nghị là thu tiền 8 triệu đồng để làm sổ đỏ nhanh. Và đối với dự án ở Hapulico thì có 31 phiếu phản ánh. Coi chúng tôi nhận lại được 31 phiếu phản ánh trên cơ sở 150 phiếu phát ra. Thì trong 30 phiếu phản ánh thì có 12 phiếu là có nói rõ là cái việc nhân viên của chủ đầu tư là có phổ biến muốn làm sổ nhanh thì nộp tiền và 5 triệu đồng một sổ. Mặc dù những dấu hiệu của việc người dân phải nộp phí bôi trơn sổ đỏ là có thật, tuy nhiên, hầu hết người dân tại các khu chung cư như khu nhà để bán phường Mễ Trì, người dân tại tòa TSQ hay Hapulico khi nộp tiền cho chủ đầu tư lại không đòi hỏi chứng từ hóa đơn, nên khi tố cáo không đủ cơ sở để tiến hành xử phạt.
Thành ủy Hà Nội cũng đã bác bỏ nghi vấn cho rằng có đường dây làm sổ đỏ từ cơ sở lên Sở Tài nguyên và Môi trường. Được biết, từ đầu năm 2014 đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành hơn 800 dự án liên quan đến đất đai, thế nhưng rất ít trong số đó liên quan đến việc cấp sổ đỏ tại các khu chung cư. Vào lúc 4 giờ sáng nay, chợ trung tâm huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang bất ngờ bốc cháy khiến nhiều gian hàng bị thiêu rụi. Theo chính quyền địa phương thì ngọn lửa bùng phát từ gian hàng của một phụ nữ sống ngay ở trong chợ, sau đó thì đám cháy lan sang những ki ốt bên cạnh. Đây là khu vực chuyên kinh doanh các mặt hàng nông cụ, áo quần và tạp hóa nên ngọn lửa ngày càng dữ dội. Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần đã huy động tất cả lực lượng công an, quân sự, hành chính tham gia chữa cháy và đến 5 giờ 30 phút sáng thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên 11 gian hàng đã bị lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Để khắc phục thiệt hại thì chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi tiểu thương có tài sản bị cháy hoàn toàn 5 triệu đồng, mỗi hộ bị ảnh hưởng 2 triệu đồng. Hiện nay thì môi trường nước tại hầu hết các hồ tự nhiên và hồ chứa thủy điện đều bị ô nhiễm nghiêm trọng và nạn tảo độc bùng phát mạnh. Trong khi đó thì các giải pháp của Việt Nam còn quá đơn giản và không phát huy được hiệu quả. Để khắc phục thực trạng này thì ngày hôm nay tại Hà Nội, các chuyên gia đến từ Nhật Bản đã mang đến những giải pháp công nghệ cao giúp Việt Nam xử lý ô nhiễm. Thông qua một dự án của JICA, các chuyên gia của Nhật Bản đã tiến hành khảo sát và áp dụng thí điểm giải pháp dùng thiết bị sục khí cải tạo môi trường ở hồ Đập Trong, tỉnh Hòa Bình. Kết quả ban đầu được đánh giá khả quan khi chất lượng nước đã được cải thiện rõ ràng, tạo ra các khí oxy hòa tan trong tầng nước thấp để tảo không thể sinh sôi và phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, cốt lõi của vấn đề là Việt Nam cần phải kiểm soát chất thải ngay từ đầu vào các hồ. Việt Nam có gần 7.700 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 11 tỷ mét khối, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống sinh thái tự nhiên, sinh thái cảnh quan, cũng như cung cấp nước sinh hoạt và nước tưới tiêu cho người dân. Thế nhưng, môi trường nước ở các hồ có dấu hiệu bị ô nhiễm do tiếp nhận chất thải từ các nhà máy, rác thải sinh hoạt và hoạt động nuôi trồng thủy sản của người dân. Trong đó, đặc trưng là hiện tượng tảo độc bùng phát mạnh. Ở Việt Nam, biện pháp xử lý còn rất hạn chế như răng lưới gom tảo chết trên mặt hồ, vớt rác, vét các hồ lắng, trồng các bè thực vật nhưng kết quả không rõ rệt. Trở lại với câu chuyện đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, đó là taxi Uber. Sau khi có hàng loạt ý kiến trái chiều về loại hình vận tải mới mẻ này thì Bộ Giao thông Vận tải vừa có quan điểm chính thức. Mặc dù thừa nhận những ưu điểm của taxi Uber, nhưng bộ này cho rằng taxi Uber đang hoạt động trái luật do tại nước ta chưa có quy định cụ thể về loại hình vận tải này. Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận ưu điểm của taxi Uber là giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ nhanh hơn. Uber như hình thức sơ khai của sàn giao dịch vận tải, khi các thông tin về chuyến đi, loại hình vận tải được đưa lên mạng để người cung cấp dịch vụ và khách hàng gặp nhau. Tuy nhiên, Bộ khẳng định muốn vậy phải có khung pháp lý vững chắc để tránh quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại. Bộ Giao thông Vận tải khuyến cáo người dân cần cân nhắc khi sử dụng loại hình vận tải này. Do người điều hành và cả lái xe không được quản lý theo quy định nên tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông cũng như tài sản của người dùng dịch vụ. Bộ cũng đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp kiểm tra tính hợp pháp của phần mềm Uber tại Việt Nam. Cụ thể, sẽ kiểm soát việc đăng thông tin trên mạng như buộc doanh nghiệp phải đăng ký hoặc khai báo hoạt động, từ đó kiểm tra năng lực rồi mới quyết định có cho tiếp tục lưu hành kinh doanh hay không để xây dựng hành lang pháp lý, ban hành quy định. Những ngày qua thì taxi Uber đã hứng phải sự phản đối khá mạnh mẽ từ các hãng taxi truyền thống. Lý do là các hãng đưa ra là đang phải gánh chịu một sự cạnh tranh mà phần thua thì họ gần như nắm chắc. Bản thân Hiệp hội taxi ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng có những tâm lý tương tự. Với những cam kết, chỉ cần nhấn là gọi được xe, đưa đón đúng giờ tin cậy, giá cả rõ ràng, không cần tiền mặt, có thể dễ hiểu tại sao Uber lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của người sử dụng. Tuy nhiên, với các hãng taxi, việc Uber xuất hiện sẽ đe dọa đến lợi nhuận và doanh thu của họ. Đăng ký kinh doanh hoạt động không là mạnh thì chúng tôi phản đối. Các hãng taxi nào phản đối taxi Uber. Theo Hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh, trong khi các hãng taxi phải lo nhiều chi phí và nhất là thuế thì hiện tại taxi Uber lại không hề phải chi trả những khoản này. Như vậy là không công bằng. Nhưng vấn đề đặt ra là anh phải đăng ký kinh doanh nhà nước. Anh chịu sự quản lý và điều chỉnh của pháp luật như cái taxi truyền thống. Chúng tôi ok, hoan nghênh. Hoan nghênh hoàn toàn. Bên cạnh đó, cũng có những lo ngại về sự an toàn của người sử dụng và những tài xế tham gia dịch vụ này. Là khi xảy ra tai nạn, ai chịu trách nhiệm? Nó không phải chủ sở hữu. Mà
vì trách nhiệm dân sự và hình sự là phải là chủ sở hữu, là chủ của cái hãng đó. Cấm hay quản là câu chuyện thuộc về quản lý nhà nước. Còn với các hãng taxi, rõ ràng họ đang đứng trước nhiều sự cạnh tranh. Hiện tại là Uber, còn trong tương lai có thể là nhiều ứng dụng khác. Nếu không cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, không xem xét lại yếu tố ứng dụng công nghệ nhằm giúp cho người sử dụng tiếp cận tốt hơn, thì việc các hãng taxi thất bại cũng không có gì là khó hiểu. Khác với quan điểm của cơ quan chức năng cũng như là các hãng taxi, những người dân, đồng thời là những khách hàng đã từng được trải nghiệm dịch vụ vận chuyển Uber đều lên tiếng ủng hộ loại hình phương tiện mới mẻ này. Đa số các ý kiến đều cho rằng cơ quan chức năng nên có cái nhìn khách quan và đưa ra phương thức quản lý phù hợp. Nếu như mà bạn đi taxi thì bạn sẽ phải gọi điện thoại, cần xài Uber thì chúng ta sẽ dùng trực tiếp bằng hệ thống Internet của điện thoại luôn, 3G hoặc Wi-Fi. Và chưa kể rằng là mình thấy là cái phí của nó cũng rẻ hơn chi phí đi taxi luôn. Nhưng mà có một cái chút phức tạp khi mà chúng ta làm cái thủ tục đăng ký lúc ban đầu thôi. Nhưng mà khi mọi thứ đã bước vào cái guồng của nó rồi thì mình nghĩ rằng Uber rất là tuyệt vời. Bạn muốn sử dụng cái dịch vụ Uber, bạn phải sử dụng đăng ký thẻ của họ. Và các dịch vụ trên khi đi trên các đường, các tuyến giao lộ của bạn đi, họ sẽ hiển thị lên và tự động trừ tiền vào cái thẻ của bạn để mà khi bạn đi trên cái con lộ của bạn. Và khi bạn mất đồ thì bạn có thể trực tiếp liên hệ và lấy lại được đồ một cách nhanh chóng. Tôi thấy cảm thấy là cái dịch vụ này thì nó phục vụ cái tiện ích hơn là các cái dịch vụ truyền thống mà như các hãng taxi khác đang sử dụng hiện nay. Đây là một cái loại hình mới và nó tương đối hiện đại. Hiện tại thì mọi người ai cũng có smartphone gọi và nó đến rất là nhanh mà sử dụng như là một cái xe riêng của mình. Nên tôi cảm thấy nó rất là phù hợp. Tuy nhiên là về cái mặt pháp lý thì vẫn chưa rõ ràng, nên tôi cần là nó phải có một cái sự rõ ràng về cái pháp lý để mà có thể nhân rộng ở Việt Nam chúng ta. Uber là một dịch vụ vận tải mới ở Việt Nam. Tôi đã có cơ hội được trải nghiệm và tôi thấy đây là một dịch vụ rất là hay. Tuy nhiên thì Uber đang vướng vào những khúc mắc về pháp lý cũng như giấy phép kinh doanh và việc đóng thuế. Tôi hy vọng các cơ quan chức năng sẽ có những cái giải pháp quản lý phù hợp để những cái dịch vụ tốt như thế này đến được với những người tiêu dùng. Những ý kiến của khách hàng rõ ràng là yếu tố mà các cơ quan chức năng phải tính đến trước khi đưa ra bất kỳ một hình thức xử lý nào. Xin được nhắc lại rằng Uber không phải là một hãng taxi mà là một tiện ích trên mạng liên kết với các doanh nghiệp vận tải cung cấp phương tiện, ở đây là ô tô, cho người dân có nhu cầu. Chính vì sự mới mẻ này mà hiện vấn đề đang gây tranh cãi nhất là Uber hoạt động hợp pháp hay là đang hoạt động sai luật. Về bản chất, loại hình Uber có mức giá rẻ, mang lại nhiều quyền lợi cho người dùng. Nhưng hình thức hoạt động của Uber lại rất khác biệt. Không có xe, không có tài xế, không đăng ký chính thức với cơ quan nhà nước, không đóng thuế. Do đó, nhiều luật sư lo ngại Uber sẽ gây thất thu cho ngân sách và phủ nhận tính hợp pháp của loại hình vận tải này. Đối với quy định về quản lý, về đăng ký kinh doanh, thì khi mà kinh doanh vận tải dưới cái hình thức mà vừa đề cập thì đã là một cái hình thức mà không có giấy phép kinh doanh và như vậy là đã vi phạm những quy định pháp luật về quản lý kinh doanh của nhà nước áp dụng đối với những ngành nghề mà kinh doanh. Từ chỗ không được thừa nhận, Uber đã và đang bị các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ. Quyền lợi của các bên tham gia cũng không được thừa nhận và đảm bảo. Dưới góc độ là anh không có đăng ký kinh doanh, tức là cái ngành nghề hoạt động của anh không phù hợp với quy định của pháp luật, thì những cái hợp đồng hợp tác hoặc là những cái cơ chế ăn chia là không phù hợp quy định pháp luật. Và giả sử nếu như có tranh chấp xảy ra thì những cái người mà có phương tiện để trực tiếp tham gia ăn chia hoặc là hoạt động với cái pháp nhân tổ chức đưa dịch vụ vào sẽ có những cái thiệt thòi nhất định. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên VTC14, ông Karun Arya, trưởng phòng truyền thông công ty Uber tại Nam Á lại cho rằng nguyên tắc hoạt động của loại hình vận tải này là phụ thuộc vào bên thứ ba, đó là các doanh nghiệp vận tải, tài xế được kết nối. Họ đã ký hợp đồng với đối tác của họ là những doanh nghiệp hợp pháp và đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.
Những đối tác của chúng tôi là những công ty vận chuyển chuyên nghiệp, uy tín, có giấy phép kinh doanh đàng hoàng và chúng tôi đã kiểm tra giấy tờ cũng như là kiểm định chất lượng trước khi hợp tác với những đối tác tại Việt Nam. Công ty Uber ký hợp đồng với tất cả những đối tác của Uber. Bản hợp đồng được ký kết thì các đối tác mới có thể sử dụng ứng dụng này. Uber là một loại hình vận tải mới, hoàn toàn chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Do đó, tính pháp lý của nó vẫn đang là một đề tài gây tranh cãi. Uber là một trong các dịch vụ taxi được ưa chuộng hiện nay. Tuy nhiên, từ đầu năm cho đến nay thì dịch vụ này liên tục gặp vận đen khi lần lượt bị cấm ở nhiều thành phố trên thế giới. Mới đây nhất là ở Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và Singapore đều đang đưa loại hình chia sẻ đi lại này vào tầm ngắm. Đầu cánh tài xế địa phương cũng bày tỏ sự giận dữ đối với Uber Taxi. Tuy nhiên, khi nhìn vào phạm vi hoạt động và chính sự giận dữ nói trên của cánh taxi địa phương, chúng ta sẽ phần nào hiểu được rằng không phải tự nhiên mà doanh thu của Uber lại dự kiến đạt mức 10 tỷ đô la Mỹ vào năm tới. Ngày 11 tháng 6, giao thông tại các thành phố lớn ở châu Âu, từ London, Paris, Madrid cho đến Berlin bị tê liệt bởi cuộc phản đối của hàng trăm nghìn tài xế taxi và xe limo hạng sang. Nguyên nhân rất đơn giản. Anh đã bỏ ra 40.000 bảng để được lưu hành một chiếc taxi ở London. Và rồi, một ai đó chỉ việc chạm ngón tay lên điện thoại di động và một chiếc xe không có biển hiệu taxi đón mất khách của anh. Anh nghĩ sao? Ngày 3 tháng 9, Uber tiếp tục bị cấm hoạt động ở Đức. Sau Đức, Uber lần lượt bị cấm ở Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Canada và nhiều bang ở Mỹ. Còn hành khách sử dụng Uber nói gì? Ứng dụng này là dịch vụ khách hàng nhiều hơn là vấn đề giá cả. Tôi thấy Uber taxi rẻ hơn và nhanh hơn. Lựa chọn của người dùng không phải là không có cơ sở. Khi đi Uber, họ tiết kiệm được khoảng từ 30 đến 50% tiền cước so với taxi thông thường. Chúng tôi mang tới sự cạnh tranh trong một ngành công nghiệp mà nó không hề gặp phải cản trở nào trong nhiều thập niên qua. Chúng tôi tin rằng việc cạnh tranh này là tích cực. Nó khiến cho tất cả cùng phải tham gia một cuộc chơi nhằm nâng cao chất lượng xe và chất lượng phục vụ. Không chỉ giá rẻ, xe của Uber không chứng biển taxi. Trong những trường hợp may mắn, khách hàng còn có thể ngồi trong những chiếc xế hộp hạng sang như Mercedes-Benz, BMW, Camry. Với những chiếc xe này, khách hàng dường như được nâng chân kính hơn trong mắt của đối tác. Không chỉ dừng ở đó, người dùng sẽ không phải mất công đợi xe. Người dùng chỉ cần thông báo và xác nhận số điện thoại thông qua ứng dụng Uber trên smartphone và thao tác còn lại như đặt xe, tìm xe, chuẩn bị tuyến đường sẽ do hệ thống tự động thực hiện. Và những lý do trên, nhiều hãng taxi trên thế giới đã coi Uber là một đối thủ nguy hiểm và tìm mọi cách để hạn chế dịch vụ này nhằm đảm bảo thị trường của họ. Dù ở bất kỳ quốc gia nào thì mỗi một loại hình kinh doanh đều phải hướng tới sự hài lòng của khách hàng và xét ở một góc độ nào đó thì Uber đã làm được điều này. Tất nhiên bất kỳ một hoạt động nào cũng cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Nhưng với một dịch vụ mới như là Uber, khi mà chúng ta chưa có những quy định cụ thể thì cần thận trọng trước khi đưa ra bất kỳ một mệnh lệnh hành chính nào. Một lệnh cấm ở thời điểm này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều đối tượng. Và chúng tôi xin tạm kết câu chuyện về Uber ngày hôm nay bằng chính phát biểu của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trong một cuộc họp diễn ra vào sáng nay. Đại ý là trên thế giới người ta đã sử dụng loại hình taxi này rồi, vậy tại sao ta không làm? Nếu loại hình kinh doanh bằng phần mềm Uber chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, các nghị định, thông tư, hướng dẫn, thì các cơ quan chức năng có trách nhiệm bổ sung để hợp pháp hóa, làm sao để thuận lợi cho quản lý nhưng cũng phải tiện lợi cho người dân. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Sau gần 2 ngày tiến hành các hoạt động biểu tình với mục đích bao vây trụ sở chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, và ngày hôm qua Joshua Wong, thủ lĩnh phong trào biểu tình đã tuyên bố tuyệt thực vô thời hạn cùng với 2 người nữa nhằm buộc chính quyền đặc khu phải đáp ứng yêu cầu cải cách bầu cử. Trên các con đường chính tại trung tâm Hồng Kông, hoạt động biểu tình vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay, bất chấp mệnh lệnh yêu cầu giải tán từ phía chính quyền. Dù sao thì đây cũng chỉ là một hành động và tôi không nghĩ là nó sẽ đem lại kết quả như mong đợi. Điều mà chúng ta cần bây giờ là đoàn kết một lòng, đấu tranh đến cùng để tìm ra cách tốt nhất để chấm dứt chuyện này. Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông, Alex Chow đã lên tiếng thừa nhận kế hoạch biểu tình lần này đã thất bại do gặp phải sự ngăn chặn quyết liệt của cảnh sát. Trong khi đó, nhóm khởi xướng phong trào chiếm trung tâm đã quyết định tự thú vào ngày mai trước thời hạn dự kiến vốn được ấn định vào ngày 5 tháng 12.
Liên quan đến tình hình Hồng Kông, quan hệ giữa Trung Quốc và Anh cũng đang trở nên gay gắt khi Trung Quốc từ chối cấp visa cho các nghị sĩ Anh muốn tới thăm đặc khu hành chính Hồng Kông. Phía Anh cho rằng quyết định này là một sai lầm và phản tác dụng. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của vụ Ferguson, Tổng thống Mỹ Obama đã buộc phải vào cuộc. Tại cuộc họp với đại diện chính quyền địa phương và cơ quan thực thi luật pháp trên toàn nước Mỹ vào sáng nay theo giờ Việt Nam, ông Obama nhấn mạnh vụ việc tại Ferguson không đơn thuần chỉ là vấn đề địa phương mà mang tính quốc gia. Tại cuộc họp, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố một loạt các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm đối phó với những thách thức đang nổi lên sau sự cố tại Ferguson, bang Missouri. Một trong những nguyên tắc cơ bản, có lẽ cũng là nguyên tắc quan trọng nhất của nước Mỹ, đó là bình đẳng trước pháp luật. Dường như có quá nhiều người, đặc biệt là những thanh niên da màu, cảm thấy họ không được đối xử công bằng. Khi một phần của nước Mỹ cảm thấy không được đối xử công bằng, thì đó là vấn đề của tất cả chúng ta. Tại cuộc họp, Tổng thống Obama đã công bố một kế hoạch 3 năm nhằm hỗ trợ hoạt động cảnh sát cộng đồng với kinh phí lên tới 263 triệu đô la Mỹ. Trong đó, 75 triệu đô la Mỹ sẽ được sử dụng để mua 50.000 camera gắn trên người các nhân viên cảnh sát nhằm cung cấp các thông tin cụ thể và xác thực trong trường hợp xảy ra sự cố. Kế hoạch trên cũng bao gồm các chương trình đào tạo để xây dựng lòng tin giữa cảnh sát và cộng đồng. Ông Obama cũng tuyên bố thành lập một nhóm công tác để nghiên cứu phương thức cải thiện hoạt động của cảnh sát. Facebook hay là các trang mạng xã hội khác vốn là ảo nhưng đã và đang có những tác động thực tới đời sống của người dùng. Và vụ chồng dọa giết vợ trên Facebook ở Mỹ đang khiến tòa án tối cao của nước này đau đầu là một ví dụ. Ngày 1 tháng 12, các thẩm phán Mỹ đã lắng nghe tranh luận về việc một người đàn ông bị kết án 4 năm tù vì những lời lẽ đe dọa trên Facebook. Trước đó, anh Anloi Eloise, người vừa bị kết án nói trên, sinh sống tại Bethlehem, Pennsylvania, đã đăng tải một số bài hát đầy tính bạo lực trên Facebook, trong đó đe dọa giết người vợ đã ly hôn của mình. Các công tố viên liên bang đã không nghĩ như vậy và bồi thẩm đoàn đã kết án anh Eloise vi phạm luật liên bang khi đe dọa người khác. Đe dọa vẫn cứ là đe dọa. Nếu tôi dán một lời nhắn lên kính chắn gió của anh, hay đặt lên cửa sổ nhà anh, hay tung lên Internet, cho dù tôi nói ở đâu thì nó vẫn cứ là lời đe dọa. Trong khi đó, tòa phúc thẩm liên bang lại bác bỏ tuyên bố của anh rằng những lời bình luận của anh được bảo vệ bởi một tu chính án số 1. Các luật sư của anh Eloise cho rằng chính phủ Mỹ cần phải chứng minh được rằng anh Eloise thực sự sẽ làm như lời đe dọa. Thay vì im lặng chịu đựng như những người phụ nữ khác, gần đây hai chị em người Ấn Độ đã mạnh dạn phản kháng lại tên yêu dâu xanh đã quấy rối mình trên một chiếc xe buýt. Hành động này của họ ngay sau đó đã nhận được những lời khen ngợi của công luận và các nhà chức trách. Có thể nói đây là lần đầu tiên người phụ nữ Ấn Độ dám đứng lên trước vấn nạn quấy rối tình dục, bị xem là quốc nạn ở quốc gia luôn coi phụ nữ là thứ yếu này. Thủ hiến bang Haryana công bố về giải thưởng vì sự dũng cảm cho hai chị em nói trên. Việc mà hai cô gái này đã làm rất đáng khen ngợi. Vụ việc chính là lời cảnh cáo đối với những kẻ có ý đồ xấu với phụ nữ trong tương lai. Hai cô gái sẽ được trao giải thưởng vì sự dũng cảm vào ngày 26 tháng 1 tới. Trước đó, các phương tiện truyền thông Ấn Độ xôn xao trước đoạn video đăng tải hai chị em là sinh viên 19 và 22 tuổi trên đường bắt xe buýt đi về nhà ở quận Rohtak thuộc bang Haryana đã bị ba kẻ lạ mặt trên xe buýt trêu ghẹo và sờ soạng. Theo lời kể của nạn nhân, không ai trên xe buýt dám lên tiếng, nhưng hai cô gái đã đánh trả chúng. Và khi xuống tới đường, chúng lại tấn công hai cô gái trẻ. Cả hai đã ném gạch đá vào người chúng, khiến ba tên đồng loạt bỏ chạy. Đoạn video cảnh hai cô gái chống cự lại ba gã đàn ông đều một hành khách xe buýt quay bằng điện thoại di động và tung lên mạng khiến dư luận hết sức ủng hộ. Điều này sẽ thay đổi cách nghĩ của phụ nữ trong tương lai. Phụ nữ đang trở nên dũng cảm. Và điều này sẽ khiến sự vô trách nhiệm của cánh đàn ông sẽ dần bị thủ chột. Dư luận Ấn Độ cũng lên án thái độ bàng quang của những người có mặt trên xe buýt. Chính bởi thế, cảnh sát bang đang xem xét khả năng bắt giữ tài xế xe buýt và phụ xe vì tội không can thiệp xô xát khi xảy ra. Ngoài ra, cảnh sát cho biết hai cô gái đã tố cáo vụ việc và nhà chức trách đã bắt giữ ba gã đàn ông quấy rối nói trên. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.